Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mình. Lại là mình Cường đấy các bạn. Mình ở trong gương kia nha. Thì hôm nay trong clip này mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cách ráp thêm cái khóa an toàn, cái chốt an toàn phía bên trong của cánh cửa nhôm. Nhôm này nhôm Sinfa các bạn. Thì khi mà người ta ráp cửa cho mình á là nó chỉ kèm theo một cái chốt rất là thô sơ, rất là chỉ là cái chốt cửa thôi, đó. Chứ nó không có gọi là chắc chắn cho lắm các bạn. Nó hơi mấy cái này nó hơi lỏng lẻo cũng như là nó có khóa đây. Thì giờ mình sẽ vô mình mở khóa cho các bạn xem nha. Đây, đóng lại như thế này. Thì bên này nó sẽ có cái khóa vặn này. Nha. Tuy nhiên là có lúc vặn được vặn không. Nói chung là nó ráp cho mình cái chốt lởm các bạn. Đây. Nó cứng nhắc luôn ha, lúc vặn được lúc không, nó vặn được là lúc không. Nhưng mà nó có cái hạn chế là mỗi khi vặn là nó kêu cái rắc. Trong nhà mà có con nít đồ đang ngủ hoặc người lớn đồ ngủ nó rất là ồn ào. Ví dụ vậy, đóng cửa lại, chốt lại kêu cái rắc là vẫn không được nữa. Tuy nhiên là tay nắm này nó rất là yếu các bạn, nó rất là yếu nha. Mình giật đi nó có thể là bay cái này bất cứ lúc nào. Tại vì cửa này chi phí của nó hồi mình làm nhà là 1.350.000 mét vuông. Thì đây cái bộ cửa mình quay cho các bạn xem, nó 1.350.000 mét vuông. Thì nó tặng cho được mỗi cánh cửa là đều có cái chốt cửa tay cầm như thế này và cái chốt này. Tuy nhiên là theo đánh giá của mình là nó rất là lớn nha. Rồi ok, clip bây giờ mình sẽ quay cho các bạn, hướng dẫn các bạn cách thêm ráp thêm cái chốt an toàn. Thay vì phải bật cái này mỗi lần các bạn đóng nó kêu rắc rắc rắc, thì chỉ cần ráp thêm cái chốt an toàn này vào và không cần bật cái này cũng được, cũng chả sao. Tại vì mình ở trong phòng trong phòng ngủ các bạn, cho còn cái cửa phòng ngoài á, nếu mà khi mà xíu nữa mình nói, nếu mà các bạn ráp vô á, là khi mà mở ra nó hở một khúc này, nó không có an toàn gì lắm. Xíu nữa mình nói về cái vấn đề này nha. Đây các bạn, trước khi mình ráp thì mình quay cho các bạn thấy là một cái chốt cửa này, không nó sụt ra sụt vô, nó sắp rớt luôn nè. Cái này phải tháo ra, nhiều khi nó bị lỏng cổ ốc bên trong thôi, phải tháo ra phải siết lại. Nhưng mà từ lúc thợ bàn giao cho mình thế này thì mình cũng chưa có động đậy gì hết. Nói chung là nhà làm cũng được năm rồi. Rồi ok, bây giờ mình tiến hành mình ráp cái chốt nha các bạn. Thì đây là cái chốt móc như thế này các bạn. Có nghĩa là khi mà các bạn vô trong phòng, các bạn chỉ cần móc mà các bạn gặp cái thanh cài này lại, là khi người ta mở cửa người ta đẩy vô là nó, cái chốt trượt này tự động nó sẽ móc vô này và nó không thể mở cửa được. Nhưng mà khi mà đẩy thì nó đương nhiên là nó có cái khoảng hở, không? Nó khoảng hở là vẫn nhìn vô thấy được trong phòng, trong phòng vẫn thấy được ngoài. Có nghĩa là chống người vô thôi chứ không phải là chống người ta mở cửa. Có nghĩa là mở ra vẫn hé được xíu. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tháo ra mình ráp vô nha các bạn. Thì khi các bạn tháp, các bạn lưu ý cho mình là cái phần ngắn, không? Cái phần mà cái chốt bi này là nó nằm ở trong phần cánh cửa nha, có nghĩa là phần cánh cửa mở ra mở vô nha. Còn cái phần mà phần tĩnh là cái chốt dài này là nó sẽ nằm ở trên tường hoặc là cái cạnh cửa nằm gần tường. Đây các bạn, bên nào cũng được, nó là như nhau thôi, không? Dài nha, ok dài. Đó, khi mà tháo ra thì các bạn để ý là nó có hai cái bo gấp này, nó bo khuyên này, không? Là nó phải đối đầu nhau này, đó. Rồi phải ráp vô như thế này, đúng không? Là khi cánh cửa này mở ra chạy ra thì nó sẽ đẩy cái cục này trượt, không? Và cái này nó sẽ bung ra như này, không? Nó sẽ ra này. Rồi ok, bây giờ mình ráp cái phần cố định này trước nha.
Rồi ok, mình ráp là mình ráp thử test một cái chốt trước các bạn, rồi mình coi thử nó có xuyên gì bên trong này không nhá. Tại vì cái này cửa nhôm chứ không phải cửa sắt. Cửa sắt thì làm nó ấy hơn, còn cửa nhôm là nhiều khi nó mỏng rồi nó xuyên, nó dính mấy cái gờ. Giờ mình mở cửa ra như thế nào nhé các bạn. Rồi bên sau này không có gì hết các bạn. Rồi mình tiếp tục bắn con vít thứ hai nha. Thì cái nãy lúc đầu mình bắn á, mình thử cái vít người ta tặng kèm theo là cái vít nhọn các bạn. Là cái vít đầu nhọn nha. Cái vít đầu nhọn này chỉ dành để bắn cửa gỗ thôi. Còn cái vít mà bắn nhôm với lại bắn sắt là cái vít đầu nó hơi hơi dẹp. Nó các bạn để ý không? Cái đầu này nó có cái dẹp để nó khoét nè. Rồi ok, sau khi cố định xong cái phần chốt này á, bây giờ mình tới bắn cái phần kia vô trong cánh cửa nha. Đây các bạn thấy mình sẽ bắn thử một cái chốt trước, ha, mình bắn thử một cái thôi. Rồi bây giờ mình mở này, ha, các bạn thấy không? Là nó sẽ vướng ra như thế này, là nó không thể nào mà mở, không bao giờ mà mở ra được hết các bạn. Đẩy vô này, rồi mở cái này ra, rồi mới mở ra này, ha. Rồi ok, là cứ thế là mình bắn được một cái rồi, bây giờ mình sẽ bắn cho nó hoàn thiện, nó cứng lại nha các bạn. Đối với cái cánh bên phía cánh á, tại vì cái nhôm chỗ này nó dành để nó dập vô cái phần thân trong cái cửa các bạn, có nghĩa là nó rất mỏng nên là mình dùng cái vít ngắn thôi, không cái vít dài bắn nó sẽ lòi ra nhìn rất là xấu nha, mình bắn vít ngắn thôi nha các bạn.
Rồi, ok các bạn ơi, như vậy là mình vừa mới bắn xong cái chốt cửa an toàn cho cửa. Như các bạn thấy là khi mở ra nó có cái hệ kẽ không? Có nghĩa là bên ngoài nhìn vô vẫn được và bên trong nhìn ra vẫn được. À, nếu mà cái phần mà ăn trộm người ta vô á, là người ta chỉ là không mở được để người ta chui vô thôi. Chứ thật ra là cái cửa này nó vẫn có cái độ hở nhất định của nó nha các bạn. Này mình mở ra này. Không. Không, là nó kẹt, nó không bao giờ chạy ra được, không? Đó, phải đóng lại xong mở cái này ra. Đó, mở cái này ra. Rồi bây giờ mình ra mình quay cho các bạn là ngay chỗ đây các bạn. À, ngay chỗ này nha, là nó sẽ có những cái vít như này. Nếu mà cánh cửa này á, nó mở nó hở một khúc này, không? Nếu mà các bạn ráp với cái cửa vòng ngoài á, cái này cửa phòng ngủ thì bên trong rồi người ta ăn trộm nó vô tới đây thì không bất kể cái gì nữa nha các bạn. À, còn bên phía vòng ngoài, bên phía cửa vòng ngoài á, à, nó mở ra nó sẽ hở này. Nếu các bạn không thể nên ráp là nên không nên ráp ở phòng phía ngoài nha, mà ngoài là phải chốt hoặc chốt sát vậy để người ta không có mở mấy cái vít nó ra. À, còn phía phòng phòng ngủ thì vẫn ok, cũng bình thường, có nghĩa là người ta mở hé ra người ta có thể nhìn vô trong được, ở trong nhìn ra được. Rồi ok nhé các bạn. Rồi ok, mình kết thúc cái video này tại đây. Và các bạn nếu thích video này thì nhấn đăng ký kênh YouTube ủng hộ mình, đồng thời nhấn like và chia sẻ video cho mọi người cùng xem nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. À, thì cái chốt này chốt giá rẻ các bạn mua 30.000 nè, nên là nó cũng hơi óc ép xíu, nhưng mà không sao, à, tạm chấp nhận được. À. À, thì phù hợp để ráp cho cái nhà nghỉ hay khách sạn hay là mấy phòng trọ rồi đó. Vâng, cần phải khóa này, tại vì cái khóa này á người ta rất là dễ bẻ khóa các bạn, người ta thọc chìa ở ngoài người ta mở bình thường, đó, nên nó sẽ không an toàn. À, nên là có thêm cái chốt này sẽ an toàn hơn. Hôm sau mình sẽ bắt thêm cái chốt giờ xích, à, cũng như các loại chốt khác mình bổ sung thêm và mình chia sẻ thêm clip cho các bạn nha. Rồi bye bye các bạn nha, hẹn lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Và mình là Cường, và các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube Cường Lại Đình ủng hộ mình, đồng thời nhấn like và chia sẻ video cũng như gửi lại bình luận bên dưới video này. Cảm ơn các bạn nhiều, bye bye các bạn nha, bye bye.